Tiếp nối series Flex Cao Cường cùng Cao Thủ, nay cà phê nhân phẩm sẽ đưa anh em trở lại màn ảnh nhỏ quen thuộc của Sinh Cơ với một game đấu hội tụ rất nhiều tinh hoa trong việc chọn lọc tướng. Càng về cuối sẽ càng có nhiều điều thú vị và bất ngờ. Cùng xem anh Tấn đã xoay sở thế nào để khắc chế được 4 vàng 3 sao và lấy về top 1 mãn nhãn trong lobby ma quỷ nhé! Game hôm nay diễn ra ở map huấn luyện người đá. Ba ấn trả về cho Sinh Cơ là Sứ Thanh Hoa, Bắn Tỉa và Mặc Ảnh. Còn list Cao Cường gồm Rek'Sai, Lux, Shen, Dyna, Lilia, Irelia. Kết hợp cả hai yếu tố trên thì quá là thiên thời địa lợi để làm một game Sứ Thanh Hoa rồi đúng không anh em? Sau bao đao quái đầu, anh có 3 mảnh, gậy, nước mắt và kiếm. Khởi động với nâng cấp bạc, roll hết rồi anh chốt tháo đồ hoàng kim, một trong các lựa chọn được cờ thủ vô cùng yêu thích. Lụm sớm được Lux để mở bát với hai thanh hoa. Gần mỗi ông cháu có dàn check khá dày, buộc anh phải xáo luôn Sojin với cuồng đao cho carry để đáp trả. Tuy nhiên, đối thủ cũng có động thái tương tự với việc lắp đồ cho Yasuo 2. Mình nó quẩy banh nóc khiến Feta nhận trái đắng. Bắt được Shen để lên sóng 3 Cao Cường. Anh bật luôn Team Planner để bắt đầu vẽ một layup trong mơ. Round này gần một nhà eco tương đối yếu. Sinh Cơ chắc cốp có chiến thắng đầu tay. Đối thủ tiếp theo cũng đang miệt mài làm kinh tế. Thành ra trận thắng thứ hai dễ như ăn kẹo. Phòng trợ kỳ ngộ Nico cho thêm một máy nhân bản. Anh lấy Shen cùng mảnh cung. Up 5, bổ sung Caitlyn kích U Linh và bắn tỉa. Gặp một khứa có thể coi là không có carry, bởi Caitlyn 1 xếp thẳng mặt lắc thì chơi game bằng mắt. Chuỗi thắng 3 nâng lên nhanh chóng. 2.6, kỳ ngộ Sivir cho người chơi tăng tốc linh thú. Chốt hạ 2 chấm bằng giao tranh với nhà thần tài thì khỏi phải bàn. Hơi tiếc vì hún mất cái chuỗi 5, nhưng tới đây anh Tấn vẫn đang có một khởi đầu rất thuận lợi. Quái đá trả thêm nịt, váy cùng chút tướng. Cửa hàng ra con lắc thứ 3, giúp anh có carry 2 sao để dễ dàng xúc miệng vòng 3 chấm. Đối thủ lần này là một nhà khác có bộ ấn khá tương đồng. Phe họ đang eco nên chiến thắng sẽ nhanh chóng về ta. Cờ mà cũng phải dè chừng vì đây có thể là một đối thủ tranh bài trong giai đoạn tới. 3.2, bắt gặp nâng cấp kim cương. Anh bỏ bất tướng với hy vọng nặn ra vương miện thanh hoa. Roll 2 lần không ra nên sẽ an toàn lấy 2 mà 1 để thuận tiện mạ vàng. Bắt luôn lắc trong cửa hàng để được nhân 2 về số lượng. Kế đó, up thêm Shen 2 và đưa lại các chết vào sân để chuẩn bị combat. Gặp nhà sử gia đã có Kale 2 bỉ ngạn, hàng thủ khá cứng, nguồn đam thì khỏi nói rồi. Kale là một tượng đài bất diệt ở mid game. Feta không chống trả được nhiều và thua 3 chết. Sự thiếu hụt về nâng cấp đánh nhau sẽ gây khó đôi chút cho Sinh Cơ trong giai đoạn chưa có carry mạ vàng. Tuy nhiên, form này vẫn có nguồn đam ổn định nên dev vẫn cứ ok thôi. Gặp nhà thần thoại có carry đã sử thi hóa, cơ mà nhờ lắc được an toàn chơi game nên chiến thắng vẫn xít sao được lụm về. Đi chợ nhặt thêm mảnh giáp, Shen đã được cầm thú tượng nên có thêm độ chống chịu nhất định. Tuy nhiên không cô giờ được quá lâu trước con Darius đã phun đồ. Đã thế nó còn luồn được vào góc mà lắc đã an tọa cơ. Một xoáy là xác định 1-0 cho đại tướng. Chưa tính tới Yorick của nhà này thì Nico đã là một chướng ngại quá khó xơi. Trận thua áp đảo này báo hiệu lượng máu của anh Tấn đang ngày càng tụt dốc. Roll vài nháy ở sói thì nhanh chóng có 7 bé Lux, một con nữa thôi là Binh Chi Linh. Quái cũng trả gậy cùng găng giúp Amumu lên 2 để anh có thêm hy vọng. Lắc cuối tự ra ngay 4.1 mà không cần anh xả tiền. Cửa hàng cũng xuất hiện Irelia nằm trong list Cao Cường để anh Tấn cooking cái layup. Không quên sửa lại đồ cho Lux để tối ưu sát thương carry. Gặp nhà năm sử gia, chồng cũng giấy giấy. Lắc cứ một trưởng một cháu, Ire cũng nhanh tay tích cuồng đao phép được đôi chết. Nhìn chung, Feta sẽ có easy win thôi. Vòng chọn cuối, tiếp tục là kim cương. Anh Tấn một lần nữa có động thái bỏ tướng để kiếm về option mong đợi. Mỗi tội game hơi phụ lòng anh, nhưng có pháo đài bất hoại nên nhìn chung cũng ok la. Amumu sẽ tròn 3 đồ thủ. Up 8, roll chút thì lại bù tiếp Lissandra. Đúng game chọn người top 1 mà. 4 thanh hoa tầm này sẽ mang lại sức mạnh áp đảo. Test với nhà cảnh vệ Flex cùng Ire. Vì một lý do khách quan mà Udi lại tiếp cận được Lux sau pha hóa dại. Mỗi tội là trả nhiều đam nên Lux cứ để mặc nó tha hồ mà cầu xé. Bình thản thịt Ire xong rồi mới quay ra kết liễu. Các vị trí khác cũng làm tốt nhiệm vụ, mang lại easy win. Thay dần bắn tỉa bằng các pháp sư và định mệnh để hoàn thiện layup. Gặp một nhà Kale đã thăng đủ 3 cấp. Lượng đam tương đối dồi dào
và có thể one shot bất kỳ tranh cơ nào nếu đủ mana. Xếp bài chưa mắc ping nên pha này Luck không khóa mõm được đam chính của địch. Càng về cuối càng bất lợi về số lượng nên phe ta nhanh chóng thua trận. Đi chợ nhặt Syndra cùng mảnh giáp, thay Ahri vào Kate để tăng mốc pháp sư và có thêm định mệnh. Combat với nhà định mệnh đã lên tới mốc 7. Tương quan hai bên khá cân, ăn miếng trả miếng một hồi thì phe ta vẫn nhỉnh hơn về số lượng. Còn cả Syndra lẫn Ire nên Kog'Maw xác định là bay sắc. 4.6 kỳ ngộ Ire giúp cửa hàng có chọn bộ các tướng theo từng mệnh giá. Hơi đen là anh tấn đỗ nghèo khỉ nên chỉ áp được Ash 2 và mua thêm set để thêm khống chế diện rộng. Gặp nhà thần rừng với Na hệ chiến, hàng thủ nhiều quả rắt vàng nên phe ta sẽ mất khá thời gian để triệt hạ. Còn không kịp thì xác định là thua đau thôi. May ra hy vọng Lissandra nhốt đúng tướng. Cơ mà tình cảnh này của anh tấn nó không được đẹp như mong đợi. Chấp nhận bỏ định mệnh, thay Illaoi có thêm U Linh với hy vọng clear tranh nhanh hơn chút. Gặp một khứa đang ấp trứng với Phong sử gia. Ngoài Kelba thì sự góp mặt của nhiều chết năm vàng khiến phe ta gặp khó. Đã thương được hết carry nhưng địch còn quá đông nên cũng hết cứu. 5.2 kỳ ngộ Huy cho các anh khựa một hình nộm, bảo vệ được nó thì sẽ có cát xê. Synchron được con Amumu còn thiếu, nhờ nâng cấp hách tướng mà nó lên được 8 con. Dùng nốt máy nhân bản là vừa đẹp để mạ vàng trụ cột chống chịu. Gặp một nhà có con Alun top 1 về sải tay với 3 kinh nhắm. Build hơi trồn, nhưng phải để ý rằng carry chính phe họ là Kain, 3 đồ chuẩn deck. Mình nó bỏ túi được phần lớn tranh cơ. Mỗi tội tới cửa Amumu thì tịch ngòi, Luck nhanh chóng xích cổ nó lại để phe ta hội đồng và giành chiến thắng. Nhà định mệnh này, thứ duy nhất hơn ta là đội chó đỏ. Bởi họ sẽ được nâng cấp có ấn, nên nâng được mức tục hệ lên cao. Chứ anh tấn mà kích được 6 thanh hoa thì lobby này tận thế. Nguồn đam hiện tại phe ta cũng dồi dào tới mức áp đảo rồi. Nhà bên sống dai nhất cũng chỉ có con Seth thôi, nhưng mình nó là không đủ. Thế đách nào, anh em vừa bàn luận xong thì chợ có ngay kiến thanh hoa dâng tận miệng. Ảo giác thực sự. Lobby hơi tham đồ nên cũng chả ai ngăn cản anh đạt ngưỡng sức mạnh tối cao. Tận dụng tháo đồ và đưa Ash vào, chấp nhận bớt một cao cường để kích đủ 6 thanh hoa trước thềm combat. Nhà sử gia tầm này làm gì có tuổi nữa. Amumu bất tử trên bàn nhậu, Luck tuồn đam ra chiến trường chí ít cũng phải tính bằng 4 chữ số. Ash cũng bắn cực tốt để last hit và kéo dài mạch thắng cho anh tấn. 5.6 kỳ ngộ Dyna chỉ giúp người chơi tách đồ nên anh không khe. Up thẳng 9, bổ sung lại 3 cao cường. Bài vở tới đây là đẹp keng, mượt không tì vết. Nhà Kain đã kẹp Exodia để tăng tỷ lệ vào top. Tuy nhiên điều đấy chỉ xảy ra khi họ còn lượng máu ổn áp. Chưa gặp anh tấn thì xác văn định, không nguyên nhà thì cũng phải nguyên cửa. Nhìn con nào nhà anh cũng đam to, quá khó rồi. Rôn nốt Lissandra lên 2 với những xu cuối. Thiếu một set nữa thôi là hết bài. Đầu 6 chấm, tài đấu nhà định mệnh dãy top với bộ đôi set Sinva. Còn set trâu thật, nhưng chọn ai không chọn lại đi ôm con sắc ướp thì phí hết thanh xuân. Carry Feta né được hầu hết những pha choáng nên được free shot từ nhà đến trường. Đối thủ đánh ngậm ngùi, ngắt kết nối. Gặp lại nhà thần rừng, long time no see. Bằng một pha xếp counter nên Na không được thoải mái chơi game. Bị con Liz đem đi hầm rồi vứt vào trung tâm để bơi với Amumu và đồng bọn. Luck trưởng như trốn không người. Ash thì cầm diệt nên bắn quả nào cũng thốn. Sau pha này sẽ tiếp tục có thêm một nhà phải đăng xuất. Nhà ấp trứng nở ra một đàn tiểu cường màu hồng tím cùng giáp chết. Chồng cũng đồng con đồng cháu nên gây nhiều khó dễ cho các carry nhà ta. Ash đã tháo diệt nên farm không còn nhanh như trước. Lux đứng góc tù nên cũng bị target và bốc hơi. Anh tấn đầu hàng trước sức mạnh của các nhà máu mặt còn trụ lại. Nhà này cũng đã sắm được Kain 3. Với lobby thì xác định là va phải cửa tử. Nhưng về phía anh tấn thì đã đòn trước được rồi và xếp Lissandra thẳng mặt để nốt vào cũi. Kain bị đăng xuất trong vài giây đầu. Nhân cơ hội đấy, phe ta dọn sạch chiến trường để tiến tới hội đồng con quỷ 4 vàng 3 sao. Amumu là ngôi sao sáng khi câu giờ cực tốt, đủ thời gian để phe ta chiến thắng. Lobby giờ cũng chỉ còn xin cưa với nhà Kain này thôi. Tư duy vô địch, giúp anh tấn một lần nữa đòn được đối thủ, xếp carry trước mặt Lissandra. Kịch bản cũ y như rằng lập lại nhờ spotlight tới từ Elsa băng giá. Lux bị triệt hạ nhưng vẫn còn đỏ Ash ở cánh kia, thừa đam để kết liễu tàng quân. Nhận thấy tầm quan trọng của Lissandra, anh đổi đồ cho cô với pha bốc 2 đồ tranh. Chỉ cần sống lâu và CC là endgame. Mỗi tội lần này xếp lệch nên phe ta không xử lý được gãy gọn như mấy round trước. Kain được thả xích một cái là bung lụa ngay, quay tay mượt như cậu bảnh,
đưa cả quân ta về nơi chín suối. Tuy nhiên, anh Tấn cũng đáp trả không kém bằng việc lên đơn con hàng Ash 3 sao, đưa thế trận trở lại cái thế áp đảo, gây sức ép cho đối phương. Anh Tấn nhà tôi có bốn mắt nên check bài cực tinh, ông kia có xếp Kain lên bàn thờ thì cũng không thoát được. Gã tử thần lần này phải đối mặt với cả hai cô nàng băng giá, Ash cùng Lissandra, nhưng may được đồng hồ cứu. Cơ mà cũng chỉ cứu được 4-5 giây thôi, chứ tổng thể thì ăn sao lại. Top 1 tới đây đã có chủ sau một game dài hơi và cực kỳ mãn nhãn. Hy vọng qua game này, anh em sẽ có thêm một option leo rank ngon nghẻ và học được lối tư duy đỉnh cao từ Singer nhé. Cảm ơn anh em đã xem hết video. Đừng quên một like, một share, một subscribe cũng như chưởng vào nút chuông để không bỏ lỡ các video nhà cà phê nhân phẩm. Giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại anh em trong các video lần sau.